Chào mọi người đã đến với chương trình Một ngày làm phóng viên nhí. Tôi tên là Nguyễn Lê Ngọc Nhi, lớp 8A4, trường Trung học cơ sở Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Hôm nay tôi sẽ nói về bão Yagi, một cơn bão đã làm thiệt hại về người và tài sản rất nghiêm trọng và cách phòng chống bão. Vừa qua, cơn bão Yagi vừa đổ bộ sang Việt Nam và để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng cho người dân, đặc biệt là miền Bắc và miền Trung. Cơn bão được hình thành tại vùng biển ấm gần Xích Đạo, nguyên nhân chính là do sự biến đổi khí hậu khiến trái đất nóng lên tạo thành cơn bão Yagi. Gió, mưa, lũ do cơn bão gây ra đã cuốn trôi đi nhiều người và nhà, làm thiệt hại nặng về người và tài sản. Nhiều nơi bị sạt lở khiến cho nhiều người bị chôn vùi dưới lớp đất đá, làm cho nhiều người bị hư nặng, mất tích, có người tử vong, nhiều công trình nhà ở bị hư hại nặng. Sức gió đã khiến cho cây cối bị ngã, gây nguy hiểm cho người dân. Tính đến ngày 13 tháng 9, cơn bão đã làm cho 344 người chết, trong đó có 26 người mất tích. Tổng thiệt hại lên đến 81.000 tỷ đồng, tương đương 3,3 tỷ USD. Cơn bão đã để lại trong lòng người dân một nỗi hoang mang, đau xót khi mất đi người thân và tài sản. Để phòng chống thực trạng đáng buồn này, chúng ta cần phải chung tay bảo vệ môi trường bằng nhiều cách. Không xả rác bừa bãi, tích cực trồng cây xanh và vận động mọi người cùng tham gia vào các hoạt động.